Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng với đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến tham dự hội nghị các nhà lãnh đạo diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 22 và các hội nghị liên quan tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 11, theo lời mời của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong khuôn khổ hội nghị lần này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có cuộc gặp gỡ Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trước khi bước vào hội nghị chính thức. Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC tập trung thảo luận các vấn đề về kết nối, hình thành khu vực thương mại tự do toàn khu vực châu Á-Thái Bình Dương FTAAB và các nội dung hợp tác kinh tế thương mại mới. Dự kiến hội nghị sẽ thông qua 15 văn kiện, gồm 2 tuyên bố của các nhà lãnh đạo cấp cao APEC và kỷ niệm 25 năm thành lập APEC. APEC hiện có 21 thành viên, chiếm khoảng 40% dân số thế giới, đóng góp 55% GDP và 44% thương mại toàn cầu.